Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0, Kiếm Tiền 8.0 sẽ hướng dẫn bạn chương trình iGov blockchain.blockchain nha tất cả các bạn. Sau khi các bạn tham gia đăng ký một cái tài khoản, các bạn nhận được 4.000 bot thì tổng giá trị hiện tại là khoảng 10 đô, các bạn có thể rút liền luôn nha tất cả các bạn. Đầu tiên thì mình hướng dẫn các bạn đăng ký, con này không cần KYC, KYB gì. Đầu tiên username các bạn ghi họ và tên mình vô, password có cái chữ viết, có chữ viết qua viết thường và ký hiệu đặc biệt nha các bạn, và số email. Rồi phone các bạn chọn Việt Nam, chọn quốc gia Việt Nam, bỏ không đồng các bạn nhập số điện thoại vô. Rồi con chi là các bạn chọn quốc gia Việt Nam, rồi dập code các bạn đi rồi bấm sign up. Account handbrain. Rồi các bạn ghi cái username mình vô nha các bạn. Vì đây mình mật khẩu mình share lại nha các bạn. Rồi các bạn ghi đăng ký là cả khao username tên mình vô, rồi bấm chữ khẩu vào, rồi bấm sign in nha các bạn. Rồi các bạn lướt gấp trang, bạn lướt qua cho bằng nha các bạn. Xác nhận tôi không phải là người máy các bạn. Rồi một bot là có tổng giá trị là 0.0025. Con này giá cũng hơi thấp mà nhận quy, nhận phi mà. Rồi còn 4 ngày 6 giờ nữa mình sẽ nhận được 4.000 bot nha các bạn. Phan, hiện giờ chưa nhận. Các bạn bấm vào ba chữ bạch đây coi. Mình check thông tin chút coi. Trời ơi. Rồi các bạn vào link lấy vào một cái đây nè. Trong chọn lấy link mình chia sẻ cho bạn bè nha các bạn. Còn 4 ngày nữa là kết thúc sự kiện nha các bạn. Các bạn làm ơi. Rồi các bạn copy đường link mình chia sẻ cho bạn bè. Con này ghép mấy tặng ta. Con này ghép. Ghép 3 tầng nha các bạn. Level 1. Rồi video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền chi tiết nha các bạn. Rồi khi nào có các bạn có nhận rồi, tôi cần rồi, các bạn bấm vào bot wallet nè. Các bạn vào profile chỉnh sửa thông tin nha các bạn. Rồi nữa các bạn bấm vào có đồng bot này, các bạn bấm vào chữ withdraw nha các bạn. Sau 4 ngày nữa nó sẽ trả tôi cần gì cho bạn, các bạn đấy nha các bạn. Các bạn bắt địa chỉ ETH đây rồi bấm số bot đây, số ấy đây rồi bấm submit là tốc cần nó vậy các bạn. Rồi Phan làm vô bộ đồ file. Rồi vậy video mình kết thúc nha, con này chỉ có nhiều thôi nha các bạn. Sau 4 ngày nữa mình mới nhận được tập cận nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình. Mình cảm ơn tất cả các bạn nha. Rồi vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha.